Theo CN Traveler, ruộng bậc thang Mù Căng Chải Yên Bái là điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với những bức ảnh có góc chụp ấn tượng. Các thửa ruộng bậc thang chuyển từ xanh sang vàng khi lúa chín vào tháng 10 hàng năm, tạo nên khung cảnh ấn tượng và hùng vĩ. Vào thời điểm này, cũng có nhiều lễ hội hấp dẫn được diễn ra tại đây, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tạp chí CN Traveler là một trong những tạp chí du lịch hàng đầu thế giới. Giải thưởng thường niên của tạp chí được biết đến như đỉnh cao của ngành du lịch thế giới. Cùng xuất hiện trong danh sách 20 điểm đến sắc màu nhất thế giới của CN Traveler lần này, còn có ánh sáng Bắc Cực Quang ở Canada, cao nguyên Scotland hay rừng tre Arashiyama yên tĩnh ở Nhật Bản.